Nhiều sinh viên mạng chia sẻ đoạn clip ngắn kèm theo nhiều lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh khi lái xe máy chở theo con nhỏ. Theo đó, người mẹ trẻ điều khiển xe Exciter chở theo cậu con nhỏ ngồi đằng trước. Khi đến đoạn có nhiều ổ gà ngập nước sau cơn mưa, cậu bé làm rơi món đồ chơi đang cầm trên tay. Người mẹ thấy vậy, bèn đá chân trống, dừng xe lại và bước nhanh đến chỗ món đồ chơi đang nằm lăn lóc trên đường. Trong lúc cúi xuống nhặt đồ, người mẹ không hề hay biết phía sau lưng, cậu con trai nghịch ngợm chạm vào tay ga. Chiếc xe giật mạnh về phía trước rồi ngã nhào xuống mặt đường. Cậu bé ngồi trên xe té xuống vũng nước trong tình trạng đầu chạm đất. Lúc này, người mẹ nhanh chóng chạy đến đỡ con mình, tay xoa đầu con. Nhiều người dân xung quanh chứng kiến sự việc cũng chạy đến hỗ trợ. Rất may mắn, cậu bé chỉ bị xây xước nhẹ. Dù vậy, cú ngã bất ngờ khiến cậu bé hoảng sợ và bật khóc rất to. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được nhiều thành viên mạng xã hội chia sẻ. Người mẹ trẻ trong clip cũng bị lên án về hành động sơ suất của mình.